Những ngày qua, hàng chục ngàn du khách đổ về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tham quan vườn quýt hồng đang chín rộ. Dọc đường tỉnh DT851 tỏa đi các xã Long Hậu, Tân Thành, Hòa Thành và Vĩnh Thới có khoảng 10 vườn quýt hồng đón khách du lịch. Nhà vườn sẽ dành từ 4 đến 6 hàng quýt chín đẹp sai trái để du khách tham quan chụp ảnh. Khu vực khách hái trái cây tự chọn từ 2 tới 3 hàng, một số diện tích khác chờ bán cho thương lái. Năm nay, các nhà vườn đầu tư thêm cảnh quan, cắt tỉa vườn quýt đẹp để du khách chụp ảnh. Khi mà đến tham quan những cái vườn quýt hồng thì mình cảm thấy là ở nơi đây á, chủ vườn rất là chăm chút cho cái vườn quýt và năm nào cũng cho rất là nhiều trái để mà đón rất là nhiều lượt khách tham quan du lịch về huyện Lai Vung. Và đây cũng là một trong những niềm tự hào để mình có thể quảng bá cái di sản của cái vùng miền của mình. Và một trong những cái đặc sản nổi tiếng là lưu quýt hồng mà khi người ta đến người ta đều biết đến những cái vườn quýt ở đây. Riêng mình làm du lịch cũng năm nay nữa là cũng năm thứ hai. Thì mình cảm thấy mình làm cái thu nhập thì nó có tăng hơn lúc mình chưa có làm du lịch. Thì cảm thấy những cái đó mà mình hăng hái, mình khoái làm du lịch, mình cũng có ước nguyện mình làm từ đây tới hoài luôn. Mình còn quýt là mình còn làm du lịch. Riêng như 2 năm thì mình năm nay mình thấy cảm thấy nó cái giá quýt nó tăng lên hơn năm rồi. Là 1 ký có thể là hơn 10.000. Cái lượng khách á thì mình bán quýt thí dụ 100 triệu thì mình tính giá vé của khách đó, thì mình có thể 1.000 khách có thể mình kiếm thêm được 50 triệu nữa. Từ 50 điểm mình là khoảng 1.000 gửi khách. Nay mình mở thì cái lượng khách từ mở tới giờ thì cái lượng khách nó đông hơn gấp đôi năm rồi. Qua tìm hiểu internet thì có biết được ở Đồng Tháp mình có cái vườn quýt hồng của nhà vườn Văn Tánh. Nên có rủ bạn bè đi đến xuống đây tham quan vườn hoa và ghé thăm vườn quýt của mình. Cho vườn quýt của mình mùa này rất là đẹp, trái rất là nhiều mà rất rộng, mà nói chung là nhà vườn thái độ phục vụ cũng rất là vui vẻ, các anh chị đều nhiệt tình hết. Vườn quýt mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, đón khách đến 25 tháng chạp thì ngưng để cắt quýt bán cho thương lái. Giá vé đồng giá 50.000 đồng một người lớn, giá quýt từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một kg tùy nhu cầu mua của du khách.